Nghe Trường Giang dặn dò dâu rể đầy cảm động, đủ biết hôn nhân vợ chồng mười khó ấm êm thế nào. Dù có buồn, có vui, có giận, có hờn, đừng chọn ai đúng ai sai, hãy chọn hạnh phúc. Khi có dịp làm MC một đám cưới, Trường Giang đã khiến nhiều khách mời đám cưới phải bất ngờ khi anh trải lòng về đời sống vợ chồng sau 3 năm kết hôn. Những tưởng cuộc sống hôn nhân của mười khó êm đềm, nhưng không phải như thế. Dẫu vậy, Trường Giang vẫn có cách để vượt qua những vấn đề, nhờ đó vẫn gìn giữ được hạnh phúc vợ chồng trọn vẹn. Trong đoạn clip đang được netizen truyền tai nhau, Trường Giang chia sẻ với cô dâu chú rể về cuộc sống hôn nhân muôn màu muôn vẻ, luôn tồn tại rất nhiều vấn đề để duy trì tình cảm vợ chồng. Theo nam danh hài, cả hai đừng bao giờ cố gắng và rõ chuyện ai đúng ai sai. Thay vào đó, điều cần thiết chính là vợ chồng cùng nhìn về một hướng. Trường Giang nói chú lấy vợ được 3 năm rồi, nói đủ chuyện hết trơn. Cái này chú nói thiệt lòng. Lúc mình yêu nhau chưa có đám cưới nó khác, cưới nhau rồi đã là cuộc sống vợ chồng rồi. Nó có nhiều vấn đề, giận hờn có, hạnh phúc có, vui có, buồn có. Chú chỉ khuyên còn một câu sau khi chú đã trải qua nhiều năm, đó là sau này trong cuộc sống vợ chồng của con, dù có chuyện gì xảy ra, có vui, có buồn, có giận, có hờn, vợ chồng đừng chọn ai đúng ai sai, hãy chọn hạnh phúc, đơn giản vậy thôi. Trường Giang nhắn nhủ thêm. Sau những chia sẻ của Trường Giang dành cho dâu rể, khán phòng dành tràng pháo tay nồng nhiệt thay cho sự đồng tình. Bởi điều ông xã Nhã Phương chia sẻ rất đúng đắn. Với những ai đã kết hôn, thật sự như Trường Giang nói, giận hờn là khó tránh, nhưng chỉ cần hai vợ chồng luôn nhìn về một hướng, gạt bỏ cái tôi cá nhân thì ít nhiều cũng giúp giữ lửa hôn nhân. Trường Giang, Nhã Phương, phim giả tình thực sau khi hợp tác chung trong 49 ngày năm 2017. Thời điểm đó, những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi đã gây xôn xao, nhưng người trong cuộc quyết giữ im lặng. Suốt thời gian hẹn hò, Trường Giang và Nhã Phương gặp không ít sóng gió khi nam danh hài bị tố trang hoa, nhưng sau cùng cả hai vẫn vượt qua tất cả, cùng quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của Nhã Phương và Trường Giang thu hút nhiều sự chú ý, cả hai được đông đảo đồng nghiệp, khán giả chúc phúc. Sau hôn lễ không lâu, Nhã Phương hạ sinh con gái đầu lòng, tổ ấm của hai nghệ sĩ càng thêm viên mãn. Nhưng vì không muốn ái nữ bị xáo trộn cuộc sống, đến nay Trường Giang và Nhã Phương vẫn chưa chính thức công khai mặt con. Destiny hiện tại đã nói rất thạo, trả lời được hết những câu hỏi từ ba và còn có những màn đối đáp khiến cho phụ huynh ngạc nhiên. Nhã Phương cũng nhiều lần bày tỏ rằng con cưng quấn quýt với ba hơn vì ông xã cô rất biết cách chơi với bé hay bày đủ trò tạo niềm vui cho Destiny. Cô bé rất khéo nịnh, đang chơi cát với ba và khi được phụ huynh bảo ngồi hẳn xuống đất thì nhóc tì liền sợ dơ và chỉ hướng ngồi ngay vào lòng Trường Giang. Khoảnh khắc này vừa khiến Nhã Phương bật cười sau máy quay, vừa giúp nam danh hài tan chảy vì con cưng khi nào cũng muốn ở cạnh ba. Ngồi xuống. Bà xuống luôn. Trường Giang từng là người đàn ông được gắn mác đào hoa gặp thị phi trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nam danh hài được nhiều điểm cộng kể từ lúc lập gia đình. Mười khó cực cưng vợ con, luôn lo lắng cho Nhã Phương và con gái từng ly từng tí. Thậm chí hiện tại anh vừa hoàn thành khuôn viên cực rộng có không khí trong lành cho hai mẹ con. Có thể nói kết hôn 3 năm không phải quá dài, nhưng Trường Giang đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm. Với anh, hôn nhân chỉ có thể bền vững nếu cả hai vợ chồng cùng cố gắng vì nhau. Đặc biệt, quan điểm vợ chồng đừng chọn ai đúng ai sai, hãy chọn hạnh phúc của mười khó khiến nhiều người phải gật gù. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.